Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? Các bạn vừa mới xem một đoạn video ngắn mà mình làm cinematic với con Osmo Action này, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách mình setting con máy này như thế nào, rồi mình sẽ show luôn kể là mình cái cách quay của mình như thế nào luôn cho các bạn xem nha. Rồi cùng mình đi nào. Đầu tiên là mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt basic cơ bản á, thì mình hành chính các bạn vuốt xuống vào trong cái nút cài đặt nè. Rồi mình xem nha, có cái window reduction là chống gió thì mình phải bật nó lên nè. Rồi cái fade nó tự làm sáng mặt mình bật lên nè, và cũng cái grip là cái để mình canh khung hình cho nó chính xác á, kiểu là nó có ba cái đường á đó, ba cái đó mình bật lên, còn lại setting còn lại mình không cần làm gì nữa đó. Khi mình bật lên nó sẽ ra cái grip hình như thế này, cái đường này cho mình để mình canh hình cho dễ. Các bạn coi mình quay rất là nét đúng không, nét lắm, thì mình phải chỉnh cho nó full cao nhất luôn, đó chính là 4K và 60 frame kéo tới đó. Đây là cái chế độ cao nhất mà cái con Osmo Action này nó có thể quay được. Cái Rock Steady chính là chống rung, mình phải để nó lại nha, tại vì mình quay không có gimbal, mình phải để chống rung. Đó là cái setting cao nhất 4K. Rồi tới cái phần này là phần cũng quan trọng nữa nè, tại vì mình quay ngồi chờ nắng á. À, mình quay là mình không có chơi chế độ auto nha, mình chơi chế độ mà có nghĩa là manual, mình tự chỉnh hết. Ngoài chờ nắng hết cỡ á, thì mình phải để là ISO 100. Các bạn coi cảnh quay của mình hồi trước, mình quay ngồi đó là mình quay bằng ISO 100 hết. Rồi các bạn để ý nha, tới cái phần shooter đó, khi mà các bạn điều chỉnh cái này nè, nó lên xuống các bạn phải điều chỉnh làm sao chỗ cái EV chính là -3 nè, -0. Nhưng mà khi các bạn đang ngồi chờ nắng á, nó sẽ có cho các bạn là cộng trừ, có nghĩa là nó đo cho mình là khi nào đủ sáng, cái nào thiếu sáng á. Thì tại đây là mình làm ví dụ đây nó không đủ, nhưng mà nếu như ra ngoài kia nó sẽ, bạn phải là tăng lên chỗ này nè, tăng tốc độ lên để cho cái chỗ EV nè, cho cái chỗ EV này nó về không mới gọi là đúng, có nghĩa là làm gì thì làm phải quay cho nó đúng sáng về không nha. Quan trọng nhớ chỗ này cái EV nó phải về không. Xuống cái phần quay phim dưới đây thì cái này quan trọng chính là lúc đầu á, thì cái white balance là chế độ đo sáng nó sẽ là auto nha, nhưng mà mình á, mình quay ban ngày mà, ban ngày thì mình để vào scutum và mình xoay cái này tới cái mức độ tức là từ 5K5 tới 5K8 nha. Đó, cái video mình quay mình để là 5K6. Color là normal, nhưng mà mình quay cinematic mình cần cái chất lượng file cao nhất, thì mình phải để là nó là decentralized, có nghĩa là cái file nó là file, nó tạo cho mình một cái file nhiều màu, file raw nó giữ lại cho mình nhiều chi tiết á, để mình có thể mình về mình làm màu á. Các bạn phải chọn về decentralized nha, để mình về mình làm màu nó dễ. Còn chọn normal về làm màu khó lắm. Rồi cái phần dewet mình phải bật nó on lên, mình off là có nghĩa nó bị cong á. Thì mình quay cine, mình quay ngoài góc rộng nên mình không cần, mình đặt on đi cho nó bật, nó khỏi bị cong khung hình. Format mình để là MP4, cái MOV cũng được, MOV nhẹ hơn, nhưng mà MOV nó cho mình cái file mình về rất là khó edit, tại vì nó khó edit với các phần mềm, đặc biệt là Adobe Premiere, nên mình để MP4 cho nó dễ edit. Rồi hết rồi đó. Đặc biệt white balance là mình quay ban ngày từ 5K5 tới 5K8 nha. Về phần color nhớ chỗ này nè, decentralize nè, vuốt qua. Rồi vuốt xuống dưới đây, color mình chọn xuống decentralize. Rồi coi như hết rồi đó, 4K 60 RAM decentralize. Rồi mình nhiệt độ màu là 5K5, 5K6 là mình bấm quay thôi. Shot quay này bạn nhớ cần hạ thấp trọng tâm, đi từ từ, rồi đưa camera dần lên là chúng ta đã có một shot quay rồi. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Lợi dụng vật cản phía trước camera, chúng ta chỉ cần ban camera ngang qua là chúng ta đã có một shot quay như thế này. Before I'm too invested, you should take it easy.
short wave rất là thú vị, rất đáng để mà các bạn phải thử, đó chính là các bạn bo tròn nha. Giữ nguyên bán kính với vật thể chính thì các bạn có thể đi xung quanh như thế này là các bạn đã có được một short wave cũng rất là thú vị nữa. Đưa camera từ thấp lên cao, lợi dụng một vật cản phía trước nữa để làm cho chuyển động của cảnh quay trở nên thú vị hơn, thì chúng ta đã có một cảnh quay như thế này. Cảnh quay này là được rất là nhiều trong phim Hollywood sử dụng đó các bạn. Ngoài chất lượng file 4K 60 frame thì con Osmo Action này nó còn có slow motion full HD quay chậm 8 lần. Thì giờ mình sẽ chạy cho các bạn setting như thế nào rồi mình bắt đầu quay nó luôn nha. Những cái shoot slow motion này rất là hay, mình có thể tận dụng nó để làm những cái cảnh quay rất là khác biệt. Bây giờ mình sẽ setting nó là quay slow motion chậm nhất có thể. Các bạn chọn vào chỗ video nè, đó mình kéo qua. Đây nó có ghi slow motion này, nút lên. Thì slow motion này nó có hai dạng file là Full HD và Full HD 720. Thì mình sẽ chọn cái lúc nào mình phải chọn cái cao nhất, chất lượng file tốt nhất là 1080 và làm chậm 8 lần. 4 lần nó cũng chưa chậm lắm đâu, mình để cho chậm 8 lần luôn cho nó lấy khoảng khắc nó chậm nhất. Rồi ok, bước xuống. Còn cái phần cài đặt bên đây mình vẫn để chế độ mờ, rồi mình vẫn cài đặt giống y như cái lúc đầu mình chỉnh nha. Mình đặt camera dưới thấp như thế này, xong rồi mình chạy, mình nhảy qua. Rồi khi nhảy qua rồi là mình cúi xuống, mình xoay camera lại, rồi tiếp tục mình làm lại thêm cái động tác đó thêm một lần nữa để mình có thể tạo ra được những cảnh quay nó theo cách sáng tạo riêng của mình á. Since I met you for the first time, you know we should work it out, you know we should work it out. Mình cũng lợi dụng cảnh quay slow motion nhân 8 là cảnh siêu chậm á. Mình cũng dí theo con chó của mình để tạo ra những cái cảnh quay nó có chuyển tính chuyển động như thế này. Thì trông nó cũng vui mắt mà. Quay cinematic với con Osmo Action này tới đây cũng đã hết rồi. Thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn có trong tay của mình một cái máy quay như thế này á, thì mình nghĩ là cũng không nên đòi hỏi quá nhiều đâu. Mình nghĩ chỉ cần với nó thôi các bạn cũng sáng tạo rất rất là nhiều cái shot quay đẹp rồi. Thì mình đã hướng dẫn các bạn xong rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình từ trước đến giờ. Nếu như mà các bạn mới có xem á, cảm thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực ra những video tiếp theo. Các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nha. Xin chào.